Em Ngọc Hà xin chào cả nhà mình nhé. Dạ vâng rồi, thì hôm nay em Hà về một số dòng kính mới cũng như là một ít về cái dòng kính mà nó kiểu là nó bị kiểu là mẫu nó không được đẹp á, là em sẽ xả hết nhé. Và em xả em hầu như là hôm nay em gần như là em tri ân khách hàng, em tặng luôn và em sẽ về được một cái ít hàng mà nó cực kỳ là hot, đó là về cái dòng máy rửa kính cho mình luôn cả nhà. Thì mình hãy đi qua thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, mình cứ liên hệ vào hai số live ghim trên màn hình để cho các bạn nhân viên tư vấn và chốt đơn hàng cho mình nhé cả nhà nhé. Rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm của nhà em ngày hôm nay. Thì em xin phép là vào trước tiên đó là chi tiết cái sản phẩm về dòng kính xả trước đi ha. Nhưng mà trước khi lên kính xả thì em sẽ có một cái cực kỳ này là hay cho nhà mình luôn. Đó là về cái dòng con máy rửa kính như em vừa giới thiệu đấy. Đây, cái dòng máy rửa kính này thì nó sẽ là một cái dòng máy mà nó sẽ có cái ánh sáng xanh ở bên trong đây cả nhà nhìn thấy không. Khi mà cả nhà mình sử dụng kính á, thì cái thứ nhất là nước mắt mình ra, thứ hai là bụi bẩn vào cái kính á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kính rất nhiều luôn. Và nhà mình sử dụng cái khăn lau thì nó chỉ một phần nào thôi, nó không thể kháng khuẩn được. Nhưng riêng cái dòng máy này thì nó sẽ có cái ánh sáng xanh bên trong này để kháng khuẩn cho nhà mình này. Đó, và cái độ rung của nó rất chi là cao nha cả nhà nhá. Đó, cả nhà nhìn thấy sóng nước không? Cái thứ nhất là khi mà cái ánh sáng xanh nó chiếu lên như này thì nó sẽ diệt hết những cái vi khuẩn trong cái kính cho mình. Cái thứ hai nữa là kính sẽ sạch hơn. Và cái thứ ba nữa là cả nhà mình không cần phải lau hay là gì mất thời gian nữa. Thì mình cứ thả cái kính vào đây cho em và mình sẽ lấy nước sạch cho em nhá. Lấy nước sạch nhà mình uống á, hoặc là nước lọc giúp em nhá. Là mình đổ vào đây, xong bắt đầu vào đây mình đổ đến đây này, xong là bắt đầu là mình bỏ con kính vào. Mình kệ nó thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ rửa cho mình. Đây, ví dụ như em bỏ con kính này đi ha. Đây, cả nhà mình đợi em một xíu, em sẽ bỏ kính trực tiếp luôn cho cả nhà mình xem nhá. Đây, em sẽ bỏ con kính vào. Đó, để cho cả nhà mình tưởng tượng ra nhá. Con kính này thì có vẻ là hơi to, không phải bỏ cái nhỏ nhỏ thôi, chứ con này thì hơi to không có được. Đây, ví dụ là như này nhá, em để xem. Không, cái dòng kính lão này đi cả nhà ơi. Dòng kính lão này. Đấy, cái kính lão là rất chỉ là cần thiết luôn này cả nhà ơi. Nhìn nha, cả nhà mình cứ thả vào như này cho em, xong bắt đầu đó, nhìn thấy không. Đây, nó sẽ có ánh sáng xanh, xong bắt đầu là mình sẽ nắp, đậy nắp lại như này, đậy nắp như này thì cái ánh sáng xanh nó sẽ được kiểu là nó sẽ ra hết tất cả một cái vùng nước của nó như này nha cả nhà nhá. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, rất chi là sạch kính luôn cho mình nhá cả nhà. Mình lên mã giúp em là máy rửa kính. Máy rửa kính này thì hiện tại em Hà sẽ để luôn cho nhà mình với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, mình rửa xong mình lại đảo chiều. Và nó rất chi là hay luôn, nó chỉ có làm sao mà ướt được cái mắt kính của mình thôi, cả nhà nhìn thấy không? Nó ướt được cái mắt kính. Đó, cả nhà mình cho lên đến đây cho em, cho lên đến đây để in cho nó rửa sạch luôn cho mình cái kính như này luôn nha cả nhà nhá. Đó, xong mình đảo chiều lại cho em. Mình rửa cho em trong vòng khoảng tầm 5 phút cho đến 15 phút giúp em nha, hoặc 10 phút thôi nha cả nhà nhá. Là nó có cái ánh sáng xanh và nó sẽ diệt hết các cái vi khuẩn cho mình rồi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là máy rửa kính với giá chỉ có là 150.000 cho một con máy rửa kính. Đó, mình rửa xong này, mình ấy xong cái này, xong là bắt đầu là mình nâng lên, mình để cho em cứ để như này và mình để cho nó tự khô giúp em nhá. Tự con kính khô rồi mình lấy cái khăn mình lau lại là xong giúp em nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là máy lau, máy rửa kính. Con này rất chi là sạch luôn cả nhà nhìn không, mắt kính sạch sẽ luôn cả nhà nhìn. Đó, rất sạch và trong kính cho mình luôn nhá. Rồi, với giá chỉ có là 150.000 cho một cái mắt rửa kính như thôi, một cái máy rửa kính như thôi cả nhà ơi. Nó rửa rất sạch luôn, mà cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em nhé. Thì con này khi đi thì nó sẽ kèm luôn cho mình một cái dây như này này cả nhà. Đây, dụng cụ của nó sẽ kèm dây, dây và khăn lau kính cho mình luôn. Đó, dây sạc như này nha cả nhà nhá. Nó con này nó sẽ tích điện nên là cả nhà mình sạc giúp em. Mình lên mã giúp em là máy rửa kính với giá là 150k cho một con máy rửa kính này nha. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em nhá. Đó, rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về dòng kính xả. Em sẽ lên nhá. Và kính xả hầu như là em xả rẻ như cho luôn, em nói thiệt luôn. Hôm nay là em xả gọi là bất chấp đấy cả nhà. Ai nhanh tay thì được nhá. Rồi, có cả kính nam kính nữ nha. Em lên đó là về, trước tiên đó là về dòng con kính xả 1 này đi. Đây, xả 1 nè. Xả 1 thì sẽ như này luôn cho nhà mình luôn này.
xả một, con kính xả một này thì mình sử dụng cho em, cho bác nữ nhá. Size mặt này là size mặt vừa và nhỏ, giúp em size mặt vừa và nhỏ. Và hàng này là hàng của Dior Made in Italy rồi. Con này em Hà xả luôn cho nhà mình với giá là 50k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã xả 1 50.000. Xả 1 nhá. Con này mình sẽ đặt cho em cái ngày. Ngày hôm nay sẽ là ngày mùng 9 tháng 10. Ngày mùng 10 tháng 9. Ngày mùng 10 tháng 9 này. Xả 1 50k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đấu giúp em mã xả 1 50k nha cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về con xả 2. Xả 2 này là xả như nào đây? Đây, con xả 2 này đi. Xả 2 như này luôn nha cả nhà nhá. Nói chung bây là em sẽ lướt nhanh thôi. Đó, xả 2, mắt kính nhất chi là ok luôn. Bao xịn sò cho nhà mình luôn á. Cả nhà nhìn thấy kính nhà em không? Kính bao xịn sò luôn, con này rất sướng mắt luôn đấy cả nhà ơi. Rồi mình lên mã giúp em là xả 2 50k luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Và em nói luôn là kính xả em Hà không bao ship nhá. Em Hà bán như này là bán lỗ rất nhiều, coi như là em tặng cả nhà mình luôn. Thực sự là nếu như em tặng không thì em Hà không có điều kiện, nhưng mà chỉ có 50.000 cho một con kính thì cả nhà mình không đi đâu mua được nhá. Xả 2 50k cho một con này luôn. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 đấy nhá. Ngày này và xả này. Rồi mình lên mã luôn em là xả 2 50k. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả 3. Đây, con xả 3 này nhá. Qua từng này cái con hôm nay xả bằng sạch luôn cho nhà mình luôn. Đó, xả 3. Cả nhà nhìn giúp em. Đó, xả 3 rất đẹp luôn. Đó, rồi. Con này thì nó là form dài dành cho cả nam cả nữ, size mặt form to nhá. Con này là form vừa và to giúp em đọc rõ rồi nha. Vừa và to lên giúp em luôn. Con này thì em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là 50.000 cho con xả 3. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả 3. Đấy, còn phải mất tiền băng keo nữa cả nhà. Mua cái băng keo này nó cũng tốn đấy chứ. Ngày mùng 10 tháng 9 xả 3 50k luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Ôi dồi ôi, bác nào vào hốt mớ luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình xả 4 nhá. Xả 4. Đây, cả nhà nhìn thấy không? La cốt cũng lôi ra xả luôn. Rồi, con này thì nó sẽ là size mặt 14 cho em nhá. Và em nói luôn là đã hàng xả bác nào thiện ý thì lấy dùm em, còn không thì thôi, mình không có bom hàng nhá. Bởi vì em xả là em xả như cho, em xả như tặng luôn. Thực sự là nói cô ấy thì nói gì thôi, chứ còn như tặng em biếu các bác luôn. Tri ân các bác nhá. Rồi, xả 4 với giá là bao nhiêu ạ? Xả 4 với giá là 80.000 luôn đi. Quá rẻ luôn, xả 4. Xả 4 80k. Ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em xả 4 80k ngày mùng 10 tháng 9. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả mấy ạ? Xả 5. Xả 5 50k luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em một con mắt mèo dành cho nữ như này nhá. Con này thì nó sẽ là form vừa và nhỏ giúp em này. Vừa và nhỏ em đọc mã rồi nha. Vừa và nhỏ giúp em 50k cho con xả 5. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Xả 5 50k luôn. Ngày mùng 10. Ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo nữa là mã xả bao nhiêu ạ? Xả 5, xả 6. Con này xả 6 thì nó sẽ là ánh sáng xanh như này luôn nhá. Đây, ánh sáng xanh này, con này sử dụng được cho cả nam cả nữ. Và con này thì em bao đẹp luôn cho nhà mình luôn. Đó, con này nó sẽ là một con gấp gọn như này luôn. Em để em xài ta. Trông nhìn cái màu này dễ thương quá. Màu này dễ thương quá. Màu này đẹp thiệt luôn á. Đây, gấp gọn này vào giúp em nhá. Gấp gọn vào. Mấy em nhiều kính quá rồi cả nhà ơi. Nói chung là em bị đam mê kính như sao ấy trời ơi. Cứ cái lô nào mà về cái con nào mà em nhìn nó hay hay em lại phải để. Trời ơi, không biết là ngày nhà em, không biết là em phải cái tủ kính của em không biết là bao nhiêu con nữa rồi. Rồi mình lên mã giúp em là xả này là xả 6 này. Xả 5, xả 6. Con này là mặt vừa và to giúp em nha. Mặt vừa và to này. Xả 6. Xả 6 con này lên mã giúp em mặt 80k. 80k cho con xả 6 ngày mùng 10 tháng 9 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về xả 7. Xả 7 này.
Ui dồi, hôm nay nói chung quy là không có gì mà để mà còn gì mà nói nữa đâu. Đây cả nhà ơi, nhìn có Manly Steen không? Ui dồi, con này đẹp lắm. Con này đẹp đẹp vô cùng luôn. Đó, con này rất đẹp luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhé. Và con này nó sẽ là hàng gấp gọn như này nhé cả nhà nha. Đó, gấp gọn như này nha. Rồi, mình lên mã rồi em xả 7. Xả 7 á, xả 7 con này em xin cả nhà mình là bao nhiêu ạ? Xả 7 70k luôn đi. Tóm lại là hôm nay là không còn gì để mà bàn. Con này cả nhà mà mình mà trời ơi, cả nhà nhìn hộ em. Nhìn hộ em luôn, hàng của nhà em đó. Hàng của nhà em đó, hàng chuẩn nước mài, không phải hàng tào lao bi đao đâu cả nhà nhá. Riêng hàng xả này của nhà em nha, em bao hàng chuẩn xịn cho cả nhà mình luôn, về đeo cực kỳ trong mắt nha. Em không có thời gian để anh em đọc là nó sản xuất tại đâu nha cả nhà nhá. Đó. Rồi xả này là xả 7. Còn ai kỹ quá thì thôi xin vui lòng không mua nữa. Em mới thiệt. Riêng hàng xả nó không còn gì nữa. 70k. Ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo nữa là về xả 8 của nhà em. Thôi con xả 8 này 20 ngàn nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em xả 8 20k. Bán như điên như dồ luôn này cả nhà này. Xả 8 20k luôn. Cho ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả bao nhiêu đây. Xả 8 này, xả 9. Xả 9 20k luôn. Ngày bao nhiêu ạ? Ngày mùng 10 tháng 9. Đây cả nhà ơi. Nói chung quy là không còn gì để mà lãi trên lỗ nữa rồi. Rồi qua tiếp theo luôn nữa là xả cho em nữa là xả... xả 9 rồi đúng không? Xả 10. Xả 10 cho em nhé, một con như này nhá. Đó. Đây em lôi ra cho cả nhà mình xem, không để bà con này nó bán hàng cái kiểu gì không biết được nữa. Đây, cả nhà nhìn hộ em này. Hàng bao đẹp cho mình luôn. Nhưng em thích thì em xả cho cả nhà mình thôi. Em cứ bán cái mẫu nào cứ lặp đi lặp lại là em điên lắm, em không thích đâu. Cái gì cũng phải mới, gì cũng phải đẹp. Rồi. Nói chung là hàng này bao xịn sò cho cả nhà mình mua, không biết đâu được cái giá như này đâu. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả mấy ạ? Xả 9, xả 10. Xả 10 là bao nhiêu? 60k nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em xả 10. 60k. Hôm nay xin vui lòng cả nhà mình không kiện giá giúp em nhá. Ngày mùng 10 tháng 9 xin vui lòng không kiện giá giúp em. Không lại bảo Hà ơi xong qua em bán dễ thế mà sao nay em lại bán giá thế này. Dạ vâng rồi, thì hôm nay em Hà đang buồn. Thấy tin tức của nhà nước mình, thấy mưa bão lụt thương đồng bào quá cả nhà, mà không biết làm cách nào hết. Thực sự luôn, điều kiện thì không có để mà ủng hộ luôn. Chỉ ủng hộ được một phần nào thôi. Thực sự quá là thương tâm luôn cả nhà. Đây cả nhà ơi, nhá, kính bao đẹp luôn em, thực sự luôn, hôm nay em like nhưng tâm trạng em rất buồn luôn. Bởi vì là nếu như đồng bào nhà mình không bị làm sao á, mà không có lũ lụt như này á, thực sự luôn là nó đỡ, mình cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà tự dưng là nó bị như vậy em, người ta là một con ngựa đau cả tàu bò cỏ là như vậy đấy cả nhà. Thực sự thương lắm cả nhà ơi, thương vô cùng luôn á. Có những cái em bé mà nằm trên cái nóc nhà mà thực sự luôn em hàng nghĩ mà rớt nước mắt luôn. Nói người ta bảo mình là cái gì ta, à, bản chất giả tạo nhưng không thực sự, nhưng em rất thương, em rất thương người khác. Em chính vì em thương quá nên là đôi lúc là em bị lợi dụng. Xả 11. À, xả 11 bao nhiêu? 50.000 nốt. Mã này là mã ngày mùng 10 tháng 9 nha. Nhớ em cái ngày em ghi này là ngày mùng 10 tháng 9, còn đây là cái mã mà mình đọc đúng mã xả cho em nhá. Rồi. Em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về đâu. Đây. Đọc đúng mã giúp em nha, em xả như một con điên con dồ đấy mà. Xả như một con hâm đấy mà. Không ai bán cho cả nhà mình với cái giá mà như hâm như dồ như này, chỉ có em thôi. Nên cả nhà mình ơi, mình lên mã giúp em luôn. Mình lên mã giúp em nhá. Rồi. Mình lên cho em con này là xả 12. 50.000 nốt. Chỉ có 50-60.000 thôi cả nhà. Cả nhà mình nghe không lầm đâu. Xả 12. 50k. Và em xin phép cả nhà mình là nếu như ai thiệt tình lấy thì mình lấy giúp em, còn đừng bom hàng nha. Em đã xả rồi là không có bom được đâu nha. Không chơi trò bom đâu, lớn rồi. Đây. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái thằng con xả này là xả 13. Thôi con này em để em xài đi cho nó rồi. Để em
xài thì nó ngộ quá. Thấy không yêu yêu. Rồi. Lên tiếp theo kem nữa là xả 13 đây. Ôi đang bán 200 ngàn các bạn. Thực sự luôn. Cả nhà mình nhanh tay hốt luôn đi. Xả 13 với giá 80 ngàn cho một con này thôi. Ôi hàng cao cấp mang đi ra xả rồi đất ơi. Thiệt sự luôn, không còn gì để mà điên nữa rồi. Thế như Hà nó đang bị điên hết cái phần thiên hạ đấy cả nhà. Thực sự luôn con này, cả nhà mình biết em nhập bao nhiêu không? Em nhập đã là vào 201 rồi. Nhưng mà thôi, em xả luôn, đã cho vào đống xả là xả luôn nhá. Xả 13 này, 80k. Ngày mùng 10 tháng 9, tất cả đống xả này của em không con nào em nhập dưới 200. Em nói thật sự luôn cả nhà nhá. Em nói thật lòng luôn á. Cả nhà mình cứ nhận hàng về rồi biết sao cái con Hà này nó bán hàng xả gì mà nó bán hàng xả gì mà rẻ rẻ dữ vậy trời nhá cả nhà nhá. Rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả này là xả 14 giúp em. Cả nhà nhìn. Một con kính màu nâu trà bao đẹp luôn cho mình hả? Hàng này. Con này sẽ dành cho những anh khuôn mặt vừa và nhỏ giúp em nhá. À quên lộn, vừa và to nhá. Vừa và to, vừa và nhỏ nhá. Con này size mặt khoảng tầm 13 14 đó. Rồi, nói tóm lại câu là nó cũng rẻ mà không có vấn đề gì đâu. Cả nhà mình cứ lên đơn giúp em với giá chỉ có 80 ngàn thôi. Lên mã giúp em là xả 14 nhá. Với giá là 80k. Ngày mùng 10 tháng 9, mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu cho em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả bao nhiêu. Xả này là xả 15 giúp em luôn. Ui dồi, con này đẹp thế. Hay con này mình lại để xài nốt luôn đi ta. Trông nhìn nó vô ngộ ta. Hàng Miu Miu, hàng năm nay hot trend con này lắm luôn cả nhà ơi. Rồi con này khuôn mặt vừa và nhỏ giúp em nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu cho em cho con này với giá là 80 ngàn. Em xin phép con này là em bán 80k nhá. Hàng quá đẹp luôn. Mốt mới của năm nay nhưng mà em cũng cho nó đi luôn. Ô, không biết em bắt đầu rồi. Ô, sự luôn cả nhà. Em đừng tính hôm nay là em không like bởi vì tâm trạng rất chi là buồn. Từ sáng đến giờ nghe tin tức rất chi là sốt ruột cho các bác ở miền Bắc, rồi các ông, các bà ngoài miền Bắc, rồi là các bé, rồi là các anh, các chị quằn mình để chống lũ, khổ thật sự luôn cả nhà. Lên mã giúp em là xả 15 với giá là 80k. Ngày mùng 10 tháng 9 nhưng mà không lên thì rất nhớ cả nhà và em điên nên là em xả luôn. Đó, rồi. Hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả về cái dòng con là xả 16 giúp em nhé. Trời ơi nói chung về cả nhà ơi, này. Xả 16. 50 ngàn nốt. Nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Gọng kim loại này em đố cả nhà đi ra ngoài mà mua được con này 50 ngàn. Không bao giờ luôn. Em bao thị trường luôn cả nhà nhá. 50 ngàn nốt, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Cả nhà mình mua một lần như mãi Ngọc Hà nhá. Rồi xả 16 với giá là 50k nốt. Ngày là ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa về cái dòng con xả 12 này của nhà em nhé. Xả 16, xả 17 này. Đây, xả 17 này giúp em luôn nhá cả nhà nhá. Đó, rồi. Xả 17 này. Đó, rất ok luôn nha cả nhà nhá. Ôi trời. Còn gì đẹp hơn khi đêm nay cả nhà ơi. Quá đẹp luôn cả nhà nhá. Nhìn lên mã giúp em là xả 16 luôn. Với giá là bao nhiêu ạ? 70 ngàn nốt. Quá khủng. Chỉ có một mình Hà khủng vậy thôi cả nhà ơi. Xả 17. 70k nốt. Ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về dòng xả bao nhiêu. Xả 18. Sao hôm nay nhiều cánh xả quá nhỉ. Xả lúc này giờ này hơi mệt mệt rồi đấy. Đây cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Con này nó sẽ là cái size mặt kiểu vừa và nhỏ nhé. À vừa và to nhé cả nhà nhé. Size mặt nó cứ vừa vừa và to luôn đó. Nói chung là bon chen được hết cả nhà mình yên tâm. Nên vì sao nó không đọc mã. Con nào nó bé quá thì em mới phải đọc thôi. Còn nó cứ vừa và to giúp em. Vừa và to thì lên hộ em nhé. Lên mã giúp em xả 10. Đấy ạ. Xả 18 với giá là 80 ngàn luôn. Xả 18 80k luôn. Ngày mùng 10 tháng 9. Mời cả nhà mình nhanh tay luôn nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả 20. Con này đi đêm ngày được cho em luôn nhá. Xả 20 này đi đêm ngày được cho em luôn. Đó, đi đêm ngày nhá. Rồi.
xả 20. Cái giá là bao nhiêu ạ? 80.000 nốt. Vừa bán vừa biếu luôn cả nhà. Xả 20 80k ngày mùng 10 tháng 9 mà cả nhà mình nhanh tay. Rồi. Hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả, đây là dòng cái con xả 21 của nhà em, dòng xả này nhiều hơn kính em bán luôn. Rồi. Với giá là 90.000 nốt, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Xả 21 90k ngày mùng 10 tháng 9, mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Hôm qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về dòng xả, đây là xả 22 luôn. Bao đẹp cho nhà mình luôn nhá. Với giá là 50.000 nốt, mời cả nhà mình nhanh tay lên luôn giúp em ạ. Xả 22. Đúng không? 50k ngày 10 tháng 9, người nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả bao nhiêu ạ? Xả 23. Xả 23 giúp em nhé. Rồi. Xả 23 để luôn cho nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? 50.000 nốt. Ngày mùng 10 tháng 9, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi. Hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về xả 24. Quá đỉnh và đẹp luôn cả nhà ơi. 80.000 nốt. Toàn khuôn mặt vừa và to giúp em nhá. Em đã đọc rõ lại là một lần nữa vì sao mà không đọc số sai là như vậy nhá. Còn kính thì cứ yên tâm là hoàn toàn là kính của nước ngoài, không thể kính tào lao hay nọ kia các kiểu đâu nhá cả nhà nhá. Xả 24. 90.000 nốt. Ngày mùng 10 tháng 9, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhá. 90k nhá. Em viết lại cho rõ này. Đấy, 90.000. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi. Em tiếp theo luôn cho mình nữa là xả 25. Con xả này giống con xả kia rồi. Có hai con luôn nhé cả nhà nha. 22 có hai con. Rồi. Và tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả về cái dòng con là xả bao nhiêu ạ? Xả 25. 50.000 nốt. 25 50k ngày mùng 10 tháng 9 nhé cả nhà nhá. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về dòng xả bao nhiêu ạ? Xả 26. Hôm nay gọi là không còn gì mà nói, bao nhiêu là mang ra hết, tặng kỷ niệm nhà hết cả nhà mình luôn. Rồi. Xả 26 50k luôn. Con này con gấp nhá, con này là con gấp gọn nha cả nhà nhá. Ai được con nào thì hoan hỉ cho em con đó, và con nào cũng đẹp hết. Xả 26 50k ngày mùng 10 tháng 9, mời cả nhà mình nhanh tay. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả 27, là cái con như này luôn. Đấy, con này bao đẹp bao chất lượng luôn cho nhà mình luôn nhá. Đó. Con này là em bị khách bom về, em nói thật sự trên like luôn, đẹp như thế này nhưng khách vẫn cứ không thích, thì tao không nhận thôi, đơn giản vậy thôi, kỷ niệm luôn cả nhà mình luôn. 50k nốt. Lên mã giúp em là xả 27. 50k ngày mùng 10 tháng 9, mà cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là cái con này nó giống như một con bướm rồi, thôi khỏi. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả bao nhiêu ạ? Xả 28.
50k nốt. Giá 28. 50k mời cả nhà mình nhanh tới ngày 10 tháng 9. Rồi. Và tiếp theo luôn cho mình nữa là xả bao nhiêu? Xả 28 này, xả 29. Xả 29. 50k nốt ngày 10 tháng 9 nha. Đây cả nhà ơi. Em qua tiếp theo luôn, con này nó giống với những cái con kia khỏi đi. Đấy cả nhà ơi, cho tìm lấy con xả nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính của nhà em. Dòng kính thì em cũng về được một ít thôi, hôm nay về cũng em lọc hết ra em ạ. Cái kính đẹp em mới bán không không. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính lão của nhà em thì em sẽ có loại kính lão độ như này nha cả nhà nha, kính lão độ gấp như này nha, và hàng này nó sẽ là hàng nội địa chung nhá. Em phải nói rõ trên live rồi đấy, hàng nội địa chung, không có bác ở ra nơi ưu rồi ôi mày giao cho tao con nào, mày không giao mày đi giao hàng Trung Quốc cho tao. Dạ vâng, kính thưa rằng là em đã nói luôn là hàng Trung Quốc rồi, có em có bảo là hàng Việt Nam đâu hay là hàng Ý hàng gì đâu. Em đã nói là hàng nội địa chung là hàng chuẩn nội địa chung cho em, còn đừng có thắc mắc là vì sao hàng Trung Quốc hay hàng nó kia mệt lắm. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt khoảng tầm 13, 13.3, 13.4 hoặc 13.5 giúp em luôn nhá. Và con này thì nó sẽ là chồng là đi đêm ngày cho em luôn, chồng đi đêm ngày. Và con này thì nó sẽ là con chống lóa, chống mỏi mắt cho mình luôn, và mình sử dụng đi đường được cho em luôn. Và chồng của nó là chồng bằng pin, không phải bằng thủy tinh. Em sẽ có các độ luôn nhá cả nhà nhá. Mình sẽ đọc hộ em độ, mình sẽ đọc độ, em có độ nào em sẽ báo cho mình độ đấy. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, chống tia UV, chống lóa cho mình luôn. Cả nhà mình xem TV đeo cả ngày không lo bị nhức mắt luôn nha cả nhà nha, bởi vì nó có cái ánh sáng xanh bên trong sẽ chống cho mình luôn. Và dòng kính của nhà em khác biệt với tất cả các số khác là sẽ có khắc của nó trên này hết khác nha. Đó. Rồi, gọng của nó thì cả nhà nhìn hộ em là gọng bao xịn đẹp cho mình luôn như này nhá. Gọng bao xịn đẹp luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Kính sẽ gấp gọn như này cho mình luôn. Đó, rất êm ái như này luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão nhá. Kính lão gấp hàng nội địa chung với giá là 260.000 một con nhé. Cả nhà mình đừng có tưởng rằng hàng nội địa chung mà rẻ nhé. Không có hề rẻ. Hàng chuẩn xịn của nó không hề rẻ. Rồi, với giá là 260.000 một con, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Sẽ có một độ cho đến 4 độ, cả nhà mình thích lấy độ nào thì báo em là bao nhiêu độ báo em, và nó sẽ có cả cái kiểu màu nâu như này luôn đấy, ánh sáng xanh thì cả nhà nhìn thấy không? Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em. Nó là sẽ lúc vì cái màu nâu màu đen nó lung tung màu đi nha cả nhà nhé. Xin vui lòng không chọn cái visa, quan trọng cái gì đâu. Quan trọng như là chất lượng cái kính. Rồi em cũng sẽ có cái loại dòng kính lão mà chồng của nó cũng là bằng chồng thủy tinh. Con này là bằng chồng thủy tinh nha cả nhà này. Đó. Chồng này là chồng bằng thủy tinh, và con này thì em cũng sẽ có đủ các độ luôn. Mình đọc bao nhiêu độ báo em nhá. Rồi con này thì với giá là 200.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão này là kính lão 200.000. Mình lên mã giúp em là kính lão 200.000 nhá, để in em biết lỗi em lấy hàng cho mình nhá. Kính lão 200.000, và con này nó cũng là hàng nội địa chung. Chồng này thì nó là bằng chồng thủy tinh, mà con này thì nó không có chống lóa chống xóa được, nó chỉ có là xem tivi đọc báo rồi lại là các kiểu được thôi, không đi đường được đâu nha. Rồi, với giá 200.000. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mát nhà em, thì em lên đầu tiên đó là về một cái dòng con kính vũ trì này đi. Dòng kính này thì hôm nay em về rất ít thôi, cũng không có nhiều đâu. Rồi em lên trước tiên cho nhà mình đó là về cái dòng con kính này là con kính Gucci gấp cho mình nhé cả nhà nha. Dòng này nó sẽ là một dòng phiên bản gấp, và con này thì nó sẽ là một cái phiên bản của nó là phiên bản vuông như này, ôm trọn mặt cho các anh luôn. Và con này thì nó sẽ là màu trà, và dòng con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà là size mặt khoảng tầm từ bao nhiêu ạ, 14.3, size mặt vừa và to giúp em luôn. Hàng này là của Make in Italy, và em bao cho các anh là đeo trong mắt vô cùng luôn nha các anh nha. Đây, hàng này được dập hết cho các anh như này luôn với giá là 270.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là kính mã số 1 khoảng trống kèm số điện thoại giúp em. Mã số 1 nha. Cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã số 1 nha.
mình gọi điện cho nhân viên alo cho anh con mã số 1, mã xả khác nhá, và mã bán của em là khác nhá. Mã số 1 này với giá là 270k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Mã 1 270.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 2 nhà em, là một con Boxer, hàng của Boxer nhá. Và con này thì nó sẽ là một con đi đêm ngày được cho em luôn, sử dụng đêm ngày, trong bằng hoàn toàn là thủy tinh đá giúp em này, trong hoàn toàn là bằng thủy tinh đá như này cho các anh luôn đấy nhá. Thủy tinh đá hàng Boxer, và hàng này làm hàng Migani, hàng của Đức giúp em nhá. Hàng bao đẹp xịn sò luôn cho cả nhà mình luôn, hàng bao đẹp xịn sò đó. Size mặt to và vừa giúp em, size mặt to và vừa, size mặt 14 ấy. Hàng Make in Migani, hàng bao chuẩn xịn cho các anh luôn. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em với giá là 290.000 cho con Boxer, hàng đi đêm ngày giúp em nhé, đi đêm ngày giúp em nhé cả nhà nhé. Hàng bao đẹp luôn. Mã số 2, mã 2, 290k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 3 của nhà em. Con kính mã số 3 này thì nó sẽ là một con, là con một con là hàng gấp của LV nhé cả nhà nha, hàng gấp của LV. Đó. Đợi em xíu, em mở ra cho cả nhà mình xem luôn. Đó. Một con hàng gấp của LV này, gọng cũng sẽ là bằng gọng bạc như này cho mình luôn nhá, được dập chữ Louis Vuitton hết lên như này cho nhà mình luôn nhá. Rồi con này thì sử dụng cho em là đi đêm ngày, hàng đổi màu đó. Ra ánh sáng nó sẽ đổi màu nâu như này, còn khi đi nắng lên thì nó sẽ là màu trắng nhá cả nhà nhá. Màu à quên lộn, đi buổi tối thì nó sẽ về trắng nhá. Và con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh là size mặt bao nhiêu ạ? Size mặt 14,2, nhưng con này nó sẽ là form ôm, nên anh nào không khó chịu ôm thì mình không nên mua giúp em nhá. Và con này thì sẽ là size mặt nhỏ và vừa giúp em nhá, hàng của Louis Vuitton, hàng Make in Italy. Giờ trong này thì là trong bằng pin, không phải bằng thủy tinh, chống tiêu UV lên được 4.000 nha cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, là dòng này là dòng con kính mã số 3. Kính mã số 3 với giá là bao nhiêu ạ? 290.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Full tem thẻ hộp như này cho mình luôn, mã 3. 290k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, mã 3 290.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một cái dòng con mã số 4 của nhà em nhé. Mã số 4 là một con Gucci như này luôn. Đây. Đợi em xíu. Đây con Gucci bao xịn sò đẹp luôn. Được có mấy con thôi cả nhà ơi. Đây được mấy con tuyển mà. Rồi đây. Đó. Rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là mã số 4 nhá. Mã số 4 thì trồng bằng thủy tinh đá giúp em luôn. Và con này thì nó sẽ là được dập như này hết cho các anh luôn này. Đó, dập hết như này luôn, hàng bao chuẩn xịn đẹp cho các anh luôn nhá. Rồi con này thì nó sẽ là size mặt bao nhiêu ạ? Size mặt cho những anh nào mà size mặt vừa và to giúp em nhá, size mặt 42 nhá. Size mặt vừa và to em đọc lại rất kỹ rồi nhá. Vừa và to giúp em lên thì lên luôn giúp em luôn với giá là bao nhiêu ạ? 270.000 cho con mã số 4, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 4. 270k cho con mã 4 này nhá, trồng bằng thủy tinh đá như này nhá cả nhà nhá. Rồi mã số 4 này. 270k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về dòng con kính mã số 5 của nhà em. Con này thì nó sẽ là một con hàng của gì ta? Maybach, à quên. Con này là hàng của tự dưng Rapan. Rồi con này nó sẽ là một con màu xanh rau muống giúp em như này nha cả nhà nha, màu xanh rau muống. Và con này thì nó sẽ được ôm này luôn, sử dụng cho em cả nam cả nữ đều được luôn nha cả nhà nhá. Rồi con này thì nó sẽ có còng cộng lực, nên là cả nhà mình yên tâm là vừa và to sử dụng cho em luôn. Khuôn mặt vừa và to sử dụng cho em, hàng cũng là hàng của Ý luôn, có còng cộng lực cho mình luôn. Rồi con này em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là 270.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã này là mã số 5. 270k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 5, 270.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 6, hàng của gì đây? Con này là hàng của Pháp nhá, và con này là hàng của Select nha. Đó. Hàng Select, hàng của Pháp nha. Và con này thì nó sẽ là kiểu màu xám và có ánh sáng xanh chống tiêu UV cho mình nhá, chống tiêu UV, chống lóa này. Đó, ánh sáng xanh rất đẹp luôn. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh trai mặt vừa và nhỏ giúp em. Hàng này là hàng của Pháp nhá,
Fascicang, hàng của Pháp, Select hàng của Pháp luôn cho các anh rồi. Con này thì hiện tại em Hà sẽ để cho mình với giá là 270.000, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã 6, 270k cho con mã 6 nha, mời các anh nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mã 7 như này luôn. Đây, mã 7 của nhà em. Đợi em một xíu. Mã 7 này thì nó sẽ là một chồng gấp gọn như này cho cả nhà mình luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng mắt thầy bói cho mình nha cả nhà nhá. Mắt thầy bói giúp em Hà luôn. Đó, mắt thầy bói như này. Và con này thì nó sẽ là chồng viền đen luôn. Rồi, con này thì mình lên mã giúp em là mã số 7 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mã số 7 là 240k. Con này thì nó sẽ sử dụng cho những anh nào là mặt nhỏ và vừa. Mặt nhỏ và vừa. Mã 7 240k, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. 240k cho con mã 7 này nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mã số 8 của nhà em, là một con Louis Vuitton hàng gấp gọn như này cho mình luôn. Đó, rồi. Con này thì nó sẽ là hàng gấp gọn và con này thì nó sẽ dùng cho những anh size mặt là bao nhiêu ạ? Em đang đợi, em đang xem đây. Rồi. Con này nó cũng là hàng của Pháp, con này là sử dụng cho khuôn mặt vừa và to giúp em luôn nhá. Hàng này là hàng của Pháp giúp em luôn. Đó. Rồi con này thì nó sẽ là một màu xanh như này luôn cho cả nhà mình luôn. Trong hoàn toàn là bằng thủy tinh đá giúp em nhá. Trong hoàn toàn là bằng thủy tinh đá. Và con này đây cả nhà nhìn này. Made in Fascicang như này luôn nhá cả nhà nhá. Đấy, hàng của Pháp nhá. Dập hết thương hiệu của nó như này luôn nhá. Đó, dập hết như này luôn. Đó, rồi. Hàng đây. Đó, rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này thì hiện tại là em Hà sẽ để luôn cho mình với giá là 290.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng full box, hộp, hành, tem thẻ đầy đủ cho mình luôn. 290k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 8. Mã 8. 290k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 10 của nhà em. Con này thì nó sẽ là một con Chanel, không biết là dành cho nữ. Con này nó sẽ là dành cho nữ cho em này. Đó. Rồi dành cho nữ rất đẹp luôn. Rồi, con này kỷ niệm nhà mình với giá 200.000. Con này là mặt vừa và nhỏ giúp em nhá. 200k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Kỷ niệm đó, em nói thật sự câu kỷ niệm là đúng. Mã số 8, mã số 9. 200k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 10 của nhà em nhé. Mã số 10 thì con này nó sẽ là hàng của hãng Lacoste luôn. Hãng Lacoste và chồng của nó sẽ là chồng bằng thủy tinh như này luôn cho mình luôn. Đó, chồng thủy tinh như này luôn. Và con này thì nó sẽ là một con là sẽ là khuôn mặt to và vừa giúp em nhé. Khuôn mặt to và vừa giúp em nhé. Hàng này cũng là hàng của Pháp luôn. Rồi, trong bằng thủy tinh đá giúp em luôn. Mời các anh nhanh tay lên đâu giúp em với giá là 270.000. Mời các anh nhanh tay lên đâu giúp em. Mã này là mã số bao nhiêu? Mã số 10. Mã 10, 270k. Mời các anh nhanh tay lên đâu giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa về dòng con kính mã số 11 của nhà em. Là con này là hàng của Maybach. Ui, lại được một con siêu phẩm rồi cả nhà ơi. Được một con siêu phẩm đổi màu, bao đẹp, bao xịn sò cho nhà mình luôn. Con này cả nhà mình là nó sẽ có ánh chàng tràn xanh như này luôn nhá. Chống lóa, chống tiêu vê cho mình cực cao luôn. Và con này khi ra nắng nó sẽ đổi màu xám xám như này cả nhà này. Đó, rồi. Khi mà ra buổi tối thì nó sẽ là màu trắng như này nhá. Đó, ra sáng này, đó. Nó sẽ màu vàng đổ ngược này. Đó, còn khi ra nắng màu trắng như này rồi. Lên mã giúp em mã siêu phẩm 300k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã siêu phẩm một con duy nhất nhá. Mã là siêu phẩm. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Riêng kính này là em đã đọc là bao gồm ship, còn những dòng kính xả này em không bao ship nhá. Lấy kể cả là lấy 20 con đi nữa, lấy hết chỗ này em cũng không bao ship nhá. Em nói rõ trên line nhá, đừng kèo nhèo em. Em rất ghét nha, kèo nhèo em giá đấy. Em nói thiệt sự luôn, bởi vì em đã tính rồi, cũng không để cho các bác thiệt đâu nhá. Rồi chồng này nó sẽ là bằng chồng thủy tinh cho em luôn nhá. Và con này thì nó sẽ là hàng của bô ship cho mình luôn như này luôn này. Rồi con này thì nó sẽ là size mặt 14, size mặt vừa và to giúp em luôn nhá. Đây, đó. Hàng dập hết như này luôn cho các anh luôn này. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đón giúp em. Mã này là mã bao nhiêu ạ? Mã này là mã 11, 270k cho con mã 11. Mời các anh nhanh tay lên đón giúp em là
mã 11 này, 270k, 10k nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa về cái dòng con mã số 12 của nhà em luôn. Mã 11 này, mã 12 này. Đó. Một con hàng cũng là của LV luôn, được MLV được mấy con luôn. Nó sẽ là một con màu xám như này nha các anh nhá. Đây, xám như này luôn. Đó. Xám như này luôn. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh khuôn mặt vừa và nhỏ giúp em nhé. Hàng của Pháp như này nha. Đó, hàng của Pháp. Và hàng này thì nó sẽ là một trong những mà hàng bao đỉnh điểm luôn cho các anh luôn. Trong bằng thủy tinh đá, cầm con kính mà không ưng thì đúng thực sự đấy, không phải là Ngọc Hà nữa nhé. Mời các anh ta lên đơn giúp em và xin vui lòng không bom hàng xác định. Nếu nghe ai tình trạng bom hàng xin vui lòng đừng mua hàng nghe em. Em nói thật, em không chảnh đâu. Nhưng mà kính của nhà em là em rất hiếm, cả nhà mình thấy không? Em còn sàng lọc đến cái mức như vậy thì cả nhà mình cứ yên tâm về dòng kính của nhà em nhá. Rồi, mã 12 290.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã 12 290k. Dạ vâng rồi, em xin phép dừng like tại đây nhá. À, em lên tiếp theo luôn cho mình nữa là về mấy cái dù này đi ha, đang trời mưa như này luôn. Rồi, dù như em thì em sẽ về cho nhà mình đó là về cái dòng dù bao xịn sò cho mình luôn, dòng dù loại 1 cho em nhá. Hàng sẽ là hàng dù tự động luôn cho mình như này và sẽ có luôn cho mình tất cả những cái kiểu là lò xo các kiểu luôn cho mình nhá. Và 10 và con này nó sẽ là 10 xương. Rồi, lên đơn giúp em mã dù với giá là bao nhiêu ạ? Dù với giá là bao nhiêu? 120.000 cho một con dù, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Dù với giá là 120k nhá. Màu tím, màu nâu, màu xanh, màu đỏ, đủ các thể loại màu. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng cục sạc dự phòng. Thôi, khỏi cục sạc dự phòng ngày mai. Rồi, em xin chào và tạm biệt cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Nhớ đi qua thì cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhá, để nhiều người biết tới giúp Ngọc Hà nhà em nhiều hơn nhé. Em xin chào và tạm biệt cả nhà ạ.